Lúc bấy giờ trời Đế Thích và tứ đại thiên vương trong 3.000 đại thiên thế giới, cho đến trời Sắc Cứu Cánh đồng nghĩ như vậy. Tôn giả Thiện Hiện đã thừa hành thần lực của Phật, mà vì chúng đại Bồ Tát dưới trận mưa pháp lớn, do thế này chúng ta nên cúng dường. Mỗi vị hãy hóa ra các loại hoa vi diệu của cõi trời để giải cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, các đại Bồ Tát và Bí Xô Tăng, Tôn giả Thiện Hiện với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Nghĩ như vậy rồi trời Đế Thích và các vị trời liền hóa ra hương hoa vi diệu ở cõi trời đem giải cúng dường. Khi ấy nhờ thần lực của Phật, hoa ở khắp hư không trong 3.000 đại thiên thế giới này biến thành đài hoa trang nghiêm thủ thắng vi diệu lớn bằng 3.000 đại thiên thế giới. Cụ Thọ Thiện Hiện thấy việc như vậy liền nghĩ, nay hoa giải ở chỗ chư thiên là điều chưa từng thấy, hoa này thù thắng vi diệu, chắc chắn không phải sanh ra do đất nước cỏ cây, mà do sự hóa hiện từ tâm chư thiên. Lúc đó trời Đế Thích biết suy nghĩ của Thiện Hiện, liền nói với Thiện Hiện, hoa đã giải đây thật chẳng phải do đất nước cỏ cây sanh ra, mà là do tâm của chư thiên hóa hiện vậy. Thiện Hiện nói với trời Đế Thích, hoa này không sanh tức chẳng phải hoa. Trời Đế Thích hỏi Thiện Hiện, chỉ hoa này là không sanh, còn các pháp khác cũng vậy chứ? Thiện Hiện đáp, không phải chỉ hoa này là không sanh, các pháp khác cũng không sanh. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì sắc cũng không sanh, thọ tưởng hình thức cũng không sanh. Đây đã không sanh tức là chẳng phải sắc cho đến thức. Vì sao? Vì pháp không sanh xa lìa các hí luận, không thể trình bày là sắc, vân vân. Nhãn xứ cho đến ý xứ, sắc xứ cho đến pháp xứ, nhãn giới cho đến ý giới, sắc giới cho đến pháp giới, nhãn thức giới cho đến ý thức giới, nhãn xúc cho đến ý xúc, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Địa giới cho đến thức giới, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, vô minh cho đến lão tử, bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, thánh đế khổ tập diệt đạo, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, chín định thứ đệ, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, năm loại mắt, sáu phép thần thông, 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, dự lưu hướng, dự lưu quả cho đến đại Bồ Tát, hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, độc giác Bồ-Tát và chư Như Lai ứng chánh đẳng giác phải nên biết như vậy. Khi ấy trời Đế Thích nghĩ thầm như vậy, trí tuệ của tôn giả Thiện Hiện thật là thâm sâu, chỉ thuyết pháp tánh mà không bỏ giả danh. Đức Phật biết ý nghĩ đó liền nói với Đế Thích, Kiều Thi Ca nghĩ đúng vậy, trí tuệ của cụ Thọ Thiện Hiện thật là thâm sâu, chỉ thuyết pháp tánh mà không bỏ giả danh. Trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, tôn giả Thiện Hiện đối với những pháp gì chỉ thuyết pháp tánh mà không bỏ giả danh? Bấy giờ Phật dạy trời Đế Thích, Kiều Thi Ca, sắc cho đến thức chỉ là giả danh như vậy nhưng không rời pháp tánh. Cụ Thọ Thiện Hiện chỉ thuyết pháp tánh của sắc vân vân mà giả danh của sắc vân vân như thế không bị hoại. Vì sao? Vì pháp tánh của sắc vân vân không hoại, không phải không hoại, cho nên việc thuyết pháp của Thiện Hiện cũng không hoại, không phải không hoại. Như vậy cho đến tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng nên biết như vậy. Kiều Thi Ca, cụ Thọ Thiện Hiện đối với các pháp như thế chỉ thuyết pháp tánh mà không bỏ giả danh. Khi ấy Thiện Hiện nói với Đế Thích, Kiều Thi Ca, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Phật thuyết, các pháp có mặt đều là giả danh. Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát đã biết tất cả pháp chỉ là giả danh, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kiều Thi Ca, khi các đại Bồ Tát học như thế, thì không phải đối với sắc mà học, cũng không phải đối với thọ tưởng hành thức mà học. Vì sao? Đại Bồ Tát này không thấy sắc có thể ở trong đó mà học, cũng không thấy thọ tưởng hành thức có thể ở trong đó mà học.
Như vậy cho đến đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng nên biết như vậy. Trời Đế Thích lại hỏi Thiện Hiện, do nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát trong lúc học không thấy sắc, cũng không thấy thọ tưởng hành thức, cho đến cũng không thấy tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác? Thiện Hiện đáp, Kiều Thi Ca, sắc, sắc là tánh không, thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức là tánh không, cho đến Như Lai ứng chánh đẳng giác, Như Lai ứng chánh đẳng giác là tánh không. Kiều Thi Ca, các Đại Bồ Tát, do nhân duyên này mà trong lúc học không thấy sắc cho đến thức, không thấy tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì sao? Kiều Thi Ca, vì sắc không, không thể được, nên thấy sắc không, sắc không không thể được nên học sắc không. Như vậy cho đến Như Lai ứng chánh đẳng giác không, không thể được nên thấy Như Lai ứng chánh đẳng giác không. Như Lai ứng chánh đẳng giác không, không thể được nên học Như Lai ứng chánh đẳng giác không. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát không học nơi không thì Đại Bồ Tát này là học nơi không, vì sao? Vì không thể phân hai. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát không học nơi sắc không, cho đến không học nơi tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác không, thì Đại Bồ Tát này là học nơi sắc không, cho đến là học nơi tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác không, vì sao? Vì không thể phân hai. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát dùng không thể phân hai làm phương tiện đối với việc học sắc không, cho đến dùng không hai làm phương tiện đối với việc học trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác không, thì Đại Bồ Tát này có thể dùng không hai làm phương tiện học bố thí ba la mật đa, cho đến bát nhã ba la mật đa, học pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không, học chân như, cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, học cảnh giới đoạn, cho đến cảnh giới vô vi, học thánh đế khổ tập diệt đạo, học bốn niệm trụ, cho đến tám chi thánh đạo, học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, học tám giải thoát, chín định thứ đại, học pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, học tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, học cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, học năm loại mắt, sáu phép thần thông, học mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, học 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, học pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, học tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, học dự lưu hướng, dự lưu quả cho đến Đại Bồ Tát, hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, học dự lưu nhất lai bất hoàn A-La-Hán, độc giác Bồ Tát và chư Như Lai ứng chánh đẳng giác. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát nào có thể dùng pháp không hai làm phương tiện, học bố thí ba la mật đa cho đến Như Lai ứng chánh đẳng giác, thì Đại Bồ Tát đó có thể dùng pháp không hai làm phương tiện để học vô lượng vô số vô biên, làm thanh tịnh Phật pháp không thể nghĩ bàn. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát nào có thể dùng pháp không hai làm phương tiện, thì Đại Bồ Tát đó có thể học vô lượng vô số vô biên, làm thanh tịnh Phật pháp không thể nghĩ bàn. Và Đại Bồ Tát đó không vì sắc tăng mà học, không vì sắc giảm mà học, cho đến không vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác tăng mà học, không vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác giảm mà học. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì sắc cho đến tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác không thể phân hai. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát nào không vì sắc tăng mà học, cũng không vì sắc giảm mà học, cho đến không vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác tăng mà học, cũng không vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác giảm mà học, thì Đại Bồ Tát này không vì nhiếp thọ sắc mà học, cũng không vì hoại diệt sắc mà học. Như vậy cho đến không vì nhiếp thọ tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác mà học, cũng không vì hoại diệt tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác mà học. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì nhiếp thọ hoại diệt đều không thể phân hai. Bấy giờ Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, khi các Đại Bồ Tát học như vậy, sao lại không vì nhiếp thọ sắc mà học, cũng không vì hoại diệt sắc mà học, cho đến không vì nhiếp thọ tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác mà học, cũng không vì hoại diệt tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác mà học? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, Xá Lợi Tử, khi các Đại Bồ Tát học như vậy, không vì nhiếp thọ sắc mà học, không vì hoại diệt sắc mà học, cho đến không vì nhiếp thọ tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác mà học, cũng không vì hoại diệt tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác mà học. Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, do nhân duyên gì mà các Đại Bồ Tát khi học như vậy
không vì nhiếp thọ sắc mà học, cũng không vì hoại diệt sắc mà học, cho đến không vì nhiếp thọ tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác mà học, cũng không vì hoại diệt tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác mà học. Thiện Hiện đáp: Khi các đại Bồ Tát học như vậy, không thấy có sắc có thể nhiếp thọ và có thể hoại diệt, cũng không thấy người có thể nhiếp thọ và hoại diệt, cho đến không thấy có tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác có thể nhiếp thọ và có thể hoại diệt, cũng không thấy người có thể nhiếp thọ tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và có thể hoại diệt. Vì sao? Xá Lợi Tử: Vì pháp của sắc vân vân, hoặc năng hoặc sở, nội ngoại đều không bất khả đắc. Xá Lợi Tử: Nếu đại Bồ Tát nào không thấy các pháp là có thể nhiếp thọ và có thể hoại diệt, cũng lại không thấy người có thể nhiếp thọ và hoại diệt mà học Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đại Bồ Tát này mau chóng thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Các đại Bồ Tát khi học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, mau chóng thành tựu trí nhất thiết trí ư? Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thì mau chóng thành tựu trí nhất thiết trí. Vì sao? Xá Lợi Tử: Vì các đại Bồ Tát khi học như vậy thì đối với tất cả pháp không vì nhiếp thọ, không vì hoại diệt mà chỉ vì phương tiện. Xá Lợi Tử hỏi: Nếu đại Bồ Tát khi học như vậy thì đối với tất cả pháp không vì nhiếp thọ, không vì hoại diệt, chỉ vì phương tiện, thì làm sao có thể thành tựu trí nhất thiết trí? Thiện Hiện đáp: Đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không thấy sắc cho đến thức là sanh, diệt, thủ, xả, nhiễm, tịnh, hợp, tan, tăng và giảm, cho đến không thấy tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác là sanh, diệt, thủ, xả, nhiễm, tịnh, hợp, tan, tăng và giảm. Vì sao? Vì sắc cho đến tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác không tự tánh, hoàn toàn bất khả đắc. Như vậy, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với tất cả pháp đều không thấy sanh diệt cho đến tăng giảm, vì lấy điều không học không thành tựu mà làm phương tiện để tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể thành tựu trí nhất thiết trí. Bây giờ trời Đế Thích hỏi Xá Lợi Tử: Bạch Đại Đức, các đại Bồ Tát nếu muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên cầu ở đâu? Xá Lợi Tử đáp: Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát nếu muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên cầu học ở phẩm Thiện Hiện đã nói ở trước. Trời Đế Thích hỏi Thiện Hiện: Có phải nhờ thần lực của tôn giả làm chỗ nương tựa hộ trì khiến cho Xá Lợi Tử nói như vậy không? Thiện Hiện đáp: Kiều Thi Ca, không phải nhờ thần lực của tôi làm chỗ nương tựa hộ trì khiến cho Xá Tử